Xin chào các bạn, hôm nay mình làm video là để chơi thử cái game tên là Last Bus Home ha. Chuyến xe buýt cuối cùng nha các bạn. Mới vô không thấy cái new game này luôn, cứ vô là đây luôn. Mình cũng không hiểu luôn. Chờ khoảng 4 phút mà. Qua đón xe buýt giờ này mà chỗ này không trời. Thì biết mà cũng chạy giờ này mà khu vực này cũng đỉnh lắm. 3 phút nữa nha bạn. Em chờ đợi xe buýt. Đây tôi thui các bạn chặn đường hết này nha, không đi được ra ngoài nha, chỉ được đứng khu vực gần đây thôi ha. Gì heo mặt mày thấy ghê vậy, mặt mày mặt mũi thấy ghê thế. Hay là do đồ họa biết sale nó vậy ta. Có người lạ đứng cùng với mình à. Cảm thấy không an toàn cái đứng, tóm nhất đứng xa chút xíu rồi nhớ đứng nhìn người ta nha. Chứ đừng có đứng mà để người ta sau lưng ha. Thứ nhất là cảm giác ớn lạnh, thứ hai là sợ. Thứ ba là nguy hiểm ha. Người này kêu mình nè. Sao bạn đi ra ngoài đêm giờ này à? Không muốn nói chuyện phải không? Nói chuyện sao giờ? Không bia không? Thay đổi tư tưởng của bạn không nha. Không, đừng có quen uống với người lạ nha. Gặp mình là nô nha, không cảm ơn nha. Thảo xíu sẽ biết đang trên đường tới nha. Bạn đang mắc sai lầm à, nói chuyện với mình à. Game này dạng bài đinh nữa à. Rồi xong rồi đi một với các bạn, tôi sẽ biết đi về ha. Mỗi game là hơi mất thời gian. Rồi này lát sẽ đi vô trong đó ra nha.
không ủi được ha, không có làm gì được cái người này luôn nha bạn. Nói như cũ à, ngày làm sao ra đường trễ trễ quá nha, không nói chuyện phải không? Mình đâu có tương tác gì được đâu ta, nói chuyện không được. Gia đình hai à. Người lại đưa uống xong mất tích luôn nha, mất cơ thể luôn. Mình nghĩ ending 3 là chắc ở lại không đi xe buýt ha. Game này nếu mà họ bớt cái thời gian ra thì sẽ đỡ hơn các bạn. Cái 5 phút thì hơi lâu. Tốt nhất không lại gần, không nói chuyện nha. Em không có nhiều mạng chứ ngoài đời chỉ có một mạng thôi nha. Đặc biệt là mấy anh đi về này đưa mấy cái lạ lạ đồ uống rồi ăn rồi giao tiếp ha. Bạn không nói chuyện phải không? Đúng rồi. Lấy chai bia uống là xong mất tích luôn à. Xe buýt lâu dữ. Hay là cảm giác chờ xe buýt của những người hay đón xe buýt nè. Nhiều khi chờ mà nó lâu. Đây là cái hành trình thứ ba mà bí mật nha bạn, đi xe buýt cán chết nha.
Có tay chứ. Đêm nay không ngồi, không nhảy, không chạy được luôn nha các bạn. Nếu mà cái đường mà trong vòng 5 phút mà không có xe đi qua là thấy quá vắng luôn. Rồi nó đi xe buýt. Mình sẽ thử bỏ chứ sẽ biết coi có gì xảy ra không. Như đứa trẻ nào cũng thích uống bia. Ở nước ngoài là 18 tuổi mới cho vô mua bia nè, bởi vậy người cũng thắc mắc là sao người lớn này uống nhiều bia, không uống bia. Bạn đang mắc sai lầm đấy. Chưa tới nha bạn. Hôm nay có lên xe buýt số 18 không? Nãy mình lên xe buýt là Đinh một à, giờ thử không lên xe buýt nha. Bây giờ này nó không lên xe buýt đâu các bạn. Ơ, thằng này không lên xe buýt này luôn thật chứ. Nãy mình có xe buýt số khác nữa ta. Đó là chuyến xe buýt cuối cùng. Ủa? Xe buýt cuối cùng thằng này cổng đấy. Kỳ vậy. Rồi. Bạn đây rồi. Xương của bạn đã được tìm thấy trong những ngày kế tiếp, ngày mai.
Coi như mình mở được ba ending nha bạn. Rồi là tổng cộng là có bốn ending ha. Cái thứ nhất là mình lên xe buýt mình về khỏe. Cái thứ hai là mình lấy bia nó uống rồi xong đó mình bị tìm thấy đứt tà lè. Còn cái thứ ba là mình bỏ qua xe buýt ha, không lên ha. Hồi là thằng đó ra tay với mình luôn ha. Còn cái thứ tư là bị kén cái bẹp hết pin. Rồi video mình làm tới đây, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày tốt lành ha. Chào các bạn ha.